Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật video lên. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một chủ đề khá là thú vị và đặc biệt hữu ích đối với những ai đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học những từ vựng căn bản trong quá trình nấu nướng, chế biến thực phẩm. Hy vọng là những kiến thức này sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Lass uns anfangen. Trước tiên chúng ta hãy đến với bước sơ chế thực phẩm. Ở bước này chúng ta có những hoạt động đơn giản như là cắt, thái, gọt, vân vân. Bây giờ thì chúng ta hãy học một số những động từ căn bản có trong bước này nhé. Trước tiên chúng ta có động từ schneiden. Schneiden có nghĩa là cắt, thái. Tuy nhiên với cách phát âm từ này, khi người Đức họ đọc nhanh thì nó sẽ ra thành schneiden. Schneiden. Các bạn thấy là âm t sẽ bị nuốt đi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là có những sự kết hợp nào với động từ schneiden. In Ringe schneiden. In Ringe schneiden. Thái khoanh tròn. In feine Streifen schneiden. In feine Streifen schneiden. In feine Streifen schneiden. Thái chỉ mỏng. In dünne Scheiben schneiden. In dünne Scheiben schneiden. Thái miếng mỏng. In Stücke schneiden. In Stücke schneiden. Thái khúc, thái miếng to. In Würfel schneiden. In Würfel schneiden. Thái hạt lựu. Zwiebel schälen. Zwiebel schälen. Bóc vỏ hành. Kartoffel schälen. Kartoffel schälen. Gọt vỏ khoai tây. Die Tomate halbieren. Die Tomate halbieren. Bổ đôi quả cà chua. Bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau sang đến bước làm chín thực phẩm. Chúng ta hãy xem là có những cách như thế nào để làm chín thực phẩm. Backen. Backen. Nướng. Ví dụ như Brot backen. Brot backen. Nướng bánh mì. Oder Kuchen backen. Kuchen backen. Nướng bánh ngọt. Bên cạnh đó chúng ta còn có Grillen. Grillen. Cũng là nướng, tuy nhiên thông thường chúng ta sử dụng động từ này cho việc nướng thịt. Fleisch. Grillen có nghĩa là làm chín thức ăn bằng cách nướng nó ở trên một vỉ nướng. Kochen. Kochen. Luộc hoặc nấu. Aufkochen. Aufkochen có nghĩa là đun trong một thời gian ngắn cho sôi lên. Köcheln. Köcheln có nghĩa là hầm nhỏ lửa. Để hiểu rõ hơn hai động từ aufkochen und köcheln, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ sau. Lassen Sie die Suppe aufkochen und anschließend etwa eine Stunde köcheln. Lassen Sie die Suppe aufkochen und anschließend etwa eine Stunde köcheln. Hãy đun cho sôi súp lên và ngay sau đó hầm nhỏ lửa trong khoảng một tiếng đồng hồ. Dünsten. Dünsten. Với phương pháp này thì chúng ta sẽ cho thực phẩm thông thường sẽ là Fisch, Fleisch oder Gemüse vào trong một chiếc nồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ nước hoặc là rượu hoặc là nước dùng vân vân cho xâm xấp. Và sau đó đậy kín nắp nồi lại và đun nhỏ lửa cho chín. Với phương pháp này thì chúng ta có thể giữ lại được những chất bổ dưỡng có trong thực phẩm. Dämpfen. Dämpfen. Đây là phương pháp hấp chín thực phẩm bằng hơi nước. Frittieren. Frittieren. Chiên rán trong gập dầu.
braten, braten oder braten, braten. Chien san, das Fleisch anbraten, das Fleisch anbraten. Rán thịt ở nhiệt độ cao hoặc là ở lửa to, chúng ta có thể hiểu là rán sơ qua. Zwiebel und Knoblauch andünsten. Zwiebel und Knoblauch andünsten. Phi hành và tỏi. Würzen. Würzen. Ướp gia vị. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Ướp thịt bằng muối và hạt tiêu. Umrühren. Umrühren. Khuấy. Die Suppe mit einem Löffel umrühren. Die Suppe mit einem Löffel umrühren. Khuấy súp bằng một cái thìa. Öl in eine Pfanne erhitzen. Öl in eine Pfanne erhitzen. Đun nóng dầu ăn trong một chiếc chảo. Das Fleisch mit einem Pfannenwender wenden. Das Fleisch mit einem Pfannenwender wenden. Lật thịt bằng một cái muỗng lật. Der Pfannenwender sẽ trông như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến bước tiếp theo. Đó là sau khi đã nấu chín thực phẩm rồi thì chúng ta sẽ phải nếm xem là gia vị đã vừa chưa. Chúng ta có động từ abschmecken. Abschmecken. Chúng ta có thể hiểu là chúng ta nếm cái đồ ăn đó xem đã vừa gia vị chưa, và nếu chưa vừa thì chúng ta có thể cho thêm gia vị. Auskühlen lassen. Auskühlen lassen. Để cho nguội. Das Essen anrichten und dekorieren. Das Essen anrichten und dekorieren. Bày biện và trang trí món ăn. So, das war's. Hy vọng là những kiến thức trong bài học này hữu ích đối với các bạn và các bạn có thể áp dụng được những cái kiến thức này trong cuộc sống của mình. Nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.